Uyşt. Ôi các bạn ơi, sụt sụt này. Toàn giếc to là chết trên này. Qua tổng kết rồi chú Vinh. Thằng con bố keo mà xuống mà bắt. Tí nữa giờ lạnh lắm. Tí nữa còn cái lịt. Có đây. Chị cũng không chọc cái gì mà đi mà nhặt đi mà bắt dừ cả người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhau. Nhanh vào đi ăn sáng. Ăn canh cảnh. Cả bạn gạn không thèm. Ai như người đẹp sáng nhìn rất tỉnh người. Tỉnh ngủ luôn. Đó con sót con chép mẹ nè. Tài. Cho ăn cá. Cho cái túi kia tí nó rạch dạng. Đây, thì ai là chú nói chú Minh cứ lại phải lọc tốt mà. Rán mà. Quần cứ chơi rán. Ơ đây chắc. Ăn lục thì tổ. À mày, đây nhà đây. Đó có chép đây quý. Trước đây. Đấy. Đây. Đây đây đây. Vào giật cái. Đấy, đổi đấy. Ok. Ấy bạn. Vì vì. Sì chắc. Cái con phỉ tỏ nhé. Có những con. Con phỉ tỏ thật. Cho nợn ăn ngoài chuông. Đúng rồi. Được. Được chép chứ. Xuống mà kiếm mà ăn ở nhà mãi. Đi ra sông chọc đến đéo bao giờ được. Ôi nhà cái thùng châu Phi. Đéo có cả kia.
Mẹ beng nó cũng thương, nó không lấy tiền điện. Ai à. Mình lấy cái bao này, lấy cái bao này. Đấy, phải bao này. Phải phải, lấy cái bao. Không lấy cái đấy rạch phát ra nữa là hết. Đấy, hình như cái bao ấy. Ê à. Nói rạch mà rạch. Bao. Đấy, đấy. Xuống đi lấy cái thau kìa. Ừ, xong rồi cái thau kìa. Cái đâu? Thau không gian kìa. Thau lên nó chỉ rách bục. Ừ đấy. Dạ. Không gian. Đúng rồi, đặt đỉnh. Ui, các bạn đã chán cá rồi. Điều kia chạy mất rồi.